trước thì có cái biểu hiện là những người là mồ hôi và da đầu, với lại nó hay đau đầu, tóc nó cũng vàng, nó rụng lắm. Thì qua trải nghiệm 4 lần như vậy tôi thấy là thấy cải thiện rất là tốt. Tôi có thể là tôi duy trì rất là nhiều lần trong để cải thiện sức khỏe là đầu tiên. Dạ, còn cô thì sao ạ? Cô thấy Truy Phong Thang chụp con như thế nào? Cô thấy khi chăm sóc cái vùng chân này này, cô cũng bị đau nhức mỏi chân. Cô vào đây cô làm thấy rất là cải thiện, rất là tốt. Thì lúc đầu là chân của cô đau, cô đi không được. Nhưng mà bây giờ cô vào đây cô làm, cô thấy cải thiện rất là tốt. Thì sắp tới cô sẽ còn chủ bán đây, cô thấy sử dụng.